Chào mừng quý vị và các bạn đang xem video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Thưa quý vị và các bạn, ở trong video ngày hôm nay rất đặc biệt, Tiến Dũng vừa cập nhật được một đợt hàng. Đây là những sản phẩm do bạn hàng của Tiến Dũng đấu giá, tuyển chọn trực tiếp từ trên kệ của siêu thị Nhật về. Tiến Dũng sẽ khui những thùng hàng này ra và xin giới thiệu chi tiết đến quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là những thùng hàng. Đây là những sản phẩm do bạn hàng của Tiến Dũng đấu mạng trực tiếp từ trên kệ của siêu thị Nhật về. Những dòng âm ly đờ nông, dòng super audio, dòng âm thanh chất lượng cao thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn. Thì Dũng sẽ khui tất cả những hộp hàng này ra và báo giá cũng như là quân sư để quý vị và các bạn tiện theo dõi và lựa chọn. Và thưa quý vị và các bạn, trong tháng 4 này, shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn cũng có một chương trình khuyến mại tri ân khách hàng đặc biệt. Đó là sẽ sale giảm giá rất nhiều các mặt hàng audio. Mức giá sale giảm cho một số các mặt hàng audio giảm từ 500 ngàn cho đến 4 triệu đồng trên một sản phẩm. Và đặc biệt hơn nữa, Tiến Dũng cũng có một chương trình khuyến mại nhằm tri ân đến những khách hàng đã thường xuyên theo dõi Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đó là sẽ tặng kèm theo một cặp dây loa Pro N của Italy. Món quà này trị giá 800 ngàn, Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo những đơn hàng có giá trị giao dịch trên 10 triệu. Những đơn hàng quý vị giao dịch từ 5 triệu đến 10 triệu, Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo những dây tín hiệu là dây AV, dây 35 Pro N của Made in Italy. Đây là những dây rất xịn. Với trị giá món quà này là 500 ngàn thì Dũng sẽ dành tặng cho những đơn hàng từ 5 triệu cho đến 10 triệu. Chương trình khuyến mại sale giảm giá và quà tặng này sẽ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024. Và bây giờ không để quý vị và các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng khui những kiện hàng này ra. Trong những kiện hàng này thì có một thùng hàng khá đặc biệt. Đây là một chiếc âm đi đờ nông dòng Super Audio, dòng âm thanh chất lượng cao. Đây chính là chiếc PMA-1600NE. Phiên bản nội địa Nhật, điện 100V. Chiếc này với tình trạng còn hộp xốp. Quý vị và các bạn có thể thấy ở đây là những phiếu kiểm hàng của siêu thị của Nhật Bản, bao gồm cả bên đây. Tất cả những sản phẩm này đều được các bạn hàng của Tiến Dũng đấu giá trực tiếp từ trên kệ của siêu thị Nhật về, đóng gói trực tiếp về đây. Chúng ta có thể nói là sử dụng những sản phẩm này là đời chủ thứ hai. Những anh người Nhật thì họ có điều kiện hơn thì họ đã nâng cấp, thay đổi những sản phẩm cao cấp hơn. Và với tình trạng như thế này, có thể nói là hàng xài lướt, nó đẹp gần như mới. Trước mắt quý vị và các bạn là trong hộp hàng của chiếc âm ly đờ nông model 1600NE. Chiếc này còn đầy đủ phụ kiện, catalog, dây nguồn. Dây nguồn này có thể nói là chưa sử dụng. Remote zin cũng có thể nói là chưa sử dụng. Rất đẹp. Thì Dũng sẽ lấy cái máy này ra để quý vị cùng chiêm ngưỡng. Quý vị và các bạn có thể xem chi tiết rất nhiều những sản phẩm audio hàng tuyển chọn ở trang web chính thức tiendungaudio.com. Đường link tôi có để trong phần mô tả. Còn cả bao trùm. Đây là bao trùm zin của bản hãng đàn ông. Rất có thể đây là một sản phẩm mà hàng demo. Trước mắt quý vị và các bạn là chiếc âm ly đàn ông model PMA-1600NE. Đây là phiên bản rất cao cấp của thương hiệu đàn ông. Chiếc này được hãng sử dụng 4 sò mốt phét công nghệ UHC, tức là hiệu ứng trường mối nối. Quý vị và các bạn đều biết là một con sò mốt phét công nghệ UHC thì nó sẽ mạnh hơn khoảng gấp 3 lần cho đến gấp hàng 10 lần so với sò thông thường. Mặt nhôm màu silver sang chảnh nhất của thương hiệu Danone. Những thế hệ đời mới của Danone thì là mặt silver. Đây là những dòng sản phẩm được yêu chuộng nhất trên thị trường hiện nay. Chiếc này điện 100V, công suất nguồn là 295W, nó có thể chơi được hai cầu loa trở kháng từ 8 đến 16 ohm. Máy với tình trạng đẹp gần như mới. Chiếc này sản xuất năm 2018, các cầu loa còn sáng quắc, rất mới. Chiếc này quý vị và các bạn có thể hình dung nó gần như là chưa được sử dụng. Danone model PMA-1600NE, đây là đối tác rất tuyệt vời để có thể phối ghép với hầu đa các dòng loa trên thị trường từ bass 40cm đổ lại. Các dòng loa Squier, JBL, Tannoy,
Pioneer, đặc biệt là các dòng Boss và các dòng B&W của Gap vào đây rất tốt. Mức giá Tiến Dũng phục vụ sản phẩm này với mức giá vô cùng đặc biệt trong dịp này chỉ 24 triệu, kèm theo phần quà tặng là một cặp dây loa Pro N của Italy, món quà trị giá 800 ngàn nữa. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn cam kết tất cả những sản phẩm này đều là hàng trực tiếp từ Nhật về, chưa qua sử dụng tại Việt Nam, bảo hành 1 tháng. Và Tiến Dũng sẽ chịu hoàn toàn tất cả các trách nhiệm trên đường vận chuyển, đường ship như là bể, vỡ, móp méo, Tiến Dũng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Quý vị và các bạn sẽ nhận với tình trạng giống y như những gì Tiến Dũng đang review ở đây và bảo hành 1 tháng. Chiếc này còn đầy đủ remote, dây nguồn, catalogin. Tôi sẽ khui nốt những cái thùng hàng này ra. Trong đây là những chiếc Andy Đàn Ông 1500 SE, 1500 RE. Trước mặt quý vị và các bạn là bên trong hộp hàng. Đây là những tờ báo có in đầy chữ Nhật ở đây. Tất cả đều trực tiếp từ siêu thị Nhật về. Hãy đăng ký kênh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn để thường xuyên cập nhật những video mới nhất do tôi cập nhật hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa. Đây là cái dây nguồn zin. Chào mừng quý vị và các bạn là chiếc âm ly Đàn Ông model PME 1500 SE. Đây là một sản phẩm rất cao cấp và đây cũng có thể nói là sản phẩm bán chạy nhất trong thời gian vừa qua, với công suất là 295W, điện là 100V, phiên bản nội địa Nhật. Công suất nguồn của chiếc này là 295W, 4 xò MOSFET công nghệ UHC. Ở đây chúng ta thấy có vẻ máy đẹp gần như mới, sáng quắc. Đây là dòng Super Audio phiên bản Đàn Ông 1500 SE được hãng Đàn Ông sản xuất nhân kỷ niệm 100 năm thành lập hãng. Đây là một phiên bản rất đặc biệt so với các phiên bản khác. Hãng đã đầu tư rất nhiều các công nghệ Super Audio âm thanh chất lượng cao cũng như là các linh kiện rất cao cấp ở đây. Chiếc này thì chúng đang phục vụ trong dịp hàng này cũng rất đặc biệt. Mức giá thông thường 15 triệu. Tiến Dũng ưu đãi giảm 500 ngàn chỉ còn lại 14 triệu 500. Kèm theo phần quà tặng là một cặp dây loa Italy trị giá 800 ngàn. Và sẽ khui tiếp, tất cả đều là phiếu xuất hàng ở siêu thị Nhật. Quý vị và các bạn có thể truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem chi tiết về những sản phẩm audio tuyển chọn. Trước mắt quý vị và các bạn là một hộp hàng nữa. Đây là dây nguồn. Có rất nhiều các anh em không nhận được đủ thông tin của Đàn Ông 1500 SE. Đây là phiên bản kỷ niệm 100 năm thành lập hãng. Hãng có ghi rất rõ ở đây. Ở đây hãng ghi là Single 1910 cho đến năm 2010 là hãng đã được thành lập là 100 năm. Đây là một phiên bản rất đặc biệt. 1500 SE, phiên bản kỷ niệm 100 năm, hãng có ghi chữ thank you, cảm ơn ở đây. Phiếu mua hàng có đầy đủ. Đàn Ông 1500 SE là một phiên bản rất đặc biệt của hãng. Thì Dũng đã có video review rất chi tiết về sản phẩm này. Máy có thể nói là đẹp gần như mới, gần như chưa qua sử dụng. Đây là đối tác rất tuyệt vời cho hầu đa các dòng loa trên thị trường từ bass 40cm đổ lại. Quý vị và các bạn có thể phối ghép vào các dòng loa như là Squivega, như là Bow, như là B&W, như là Tannoy, như là JBL hoặc Pioneer từ bass 40cm đổ lại chơi rất thoải mái. Với mức giá chỉ 14 triệu 500 kèm theo phần quà tặng làm cặp dây loa thì đây là một dịp rất tuyệt vời để quý vị và các bạn có thể sở hữu. Với shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn cam kết tất cả những sản phẩm đều zin nguyên bản tuyệt đẹp. Những chiếc nào có bị lỗi, bị chày hoặc là bị sơn tút thì Dũng sẽ nói rõ để quý vị và các bạn tiện theo dõi và lựa chọn.
hãy đăng ký kênh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn và hãy follow theo dõi Tiến Dũng Audio Sài Gòn ở trên fanpage Facebook Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi Tiến Dũng ở trên TikTok Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đây là một chiếc nữa, dây nguồn zin. Tất cả những tờ báo này là đều chữ bằng Nhật hết, chữ Nhật. Quý vị và các bạn sẽ mua được những sản phẩm rất cao cấp và tình trạng xuất xứ rất rõ ràng từ Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Có rất nhiều các anh em bình luận ở trên kênh của Tiến Dũng là tại sao có kênh này thì bán giá cao, kênh kia thì bán giá mềm hơn. Nhân đây thì cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn với những sản phẩm hàng second hand, tức là hàng cũ bên nước ngoài về thì còn tùy theo tình trạng, độ đẹp, độ zin và các chế độ hậu mãi nữa. Đây là chiếc đàn ông 1500RE. 1500RE thì nó tương tự như là 1500SE. Là khuyến mại 2 catalo luôn. Có lẽ là trong những lô đặt hàng tới, bạn hàng của Thế Dũng sẽ đưa về tiếp mẫu này. Đàn ông 1500RE có cấu hình giống y như là 1500SE. Tuy nhiên chiếc này sản xuất sau. Chiếc 1500SE được hãng đàn ông sản xuất và công bố tại Nhật vào những năm 2010. Còn chiếc RE thì có cấu hình tương tự, điện 100V, công suất nguồn là 295W. Máy này được sản xuất vào khoảng những năm 2015. Với chiếc đàn ông 1500RE, tình trạng máy tuyệt đẹp, zin của bạn còn dây nguồn zin. Mức giá thông thường thì Dũng phục vụ là 16 triệu, mức giá ưu đãi là 15.500, giảm 500.000 cho mẫu này và kèm theo phần quà tặng làm cặp dây loa Pro End của Italy trị giá 800.000. Với những sản phẩm này thì trong thời gian vừa qua thì tiền đô, mệnh giá tiền đô có nhỉnh lên một chút. Tuy nhiên thì Dũng vẫn muốn phục vụ quý vị và các bạn với mức giá rất bình ổn trong đợt này. Trong những thời gian tới, tức là qua dịp lễ 30 tháng 4 thì rất có thể là những sản phẩm này Tiến Dũng sẽ không còn bình ổn nữa và quý vị và các bạn sẽ chi trả thêm khoảng cỡ 500 cho đến 1 triệu đồng trên một sản phẩm. Phía trên này sẽ tiếp theo đến quý vị và các bạn là những sản phẩm. Đây là những cặp loa Bose do các bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn trực tiếp từ nước ngoài về. Trước mặt quý vị và các bạn là cặp loa Bose 701 phiên bản 2 lỗ hơi màu xám. Cặp loa này vừa về ngày hôm nay với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp. Mức giá thông thường của cặp loa này thì Dũng phục vụ là 25 triệu và trong đợt này mức giá cũng vô cùng ưu đãi, chỉ 23 triệu 500 kèm theo phần quà tặng là một cặp dây loa Italy trị giá 800. Phía trên này là một cặp loa Bose dạng loa lời. Đây là mẫu loa Bose 100. Mẫu này khá hiếm trên thị trường. Bose 100 sử dụng một loa toàn giải loại 11 cm. Đây là dòng loa hỗ trợ L, tức là hỗ trợ tiếng trung âm cho các dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke. Mức giá Tiến Dũng phục vụ là 3 triệu 600 ngàn phiên bản 60W. Phía bên đây là combo rất nổi tiếng đến từ thương hiệu Gutin, chiếc vang cơ Gutin Brabus 5FX mức giá 3 triệu 6 và bộ micro đèn không dây của thương hiệu Gutin mức giá chỉ 6 triệu 200 ngàn. Tiến Dũng cũng đang có những tặng phẩm rất đặc biệt cho hai sản phẩm này là một cặp dây 35 Pro End của Italy trị giá 500 ngàn cho mỗi sản phẩm này. Tất cả đều là hàng chính hãng, Tiến Dũng cam kết là hàng chính hãng, bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong tháng đầu. Phía dưới này là mẫu loa Bose 4.2 Series 2. 4.2 Series 2 là một phiên bản rất cao cấp, nó cao cấp hơn là dòng 301 Series 3, mức giá chỉ 16 trong đợt này. Và bên đây là một cặp loa rất nổi tiếng đến từ thương hiệu Bose. Đây là mẫu loa Bose 301 AV Monitor, anh em thường gọi là loa Bose chỉ đỏ. Mức giá trong đợt này cũng rất ưu đãi, chỉ 14 triệu. Và phía trên này là một cặp loa lời nữa. Đây là mẫu loa Bose 101. 101 này phiên bản là 60W. Hàng Mỹ, được sản xuất tại Mexico với tình trạng đẹp gần như mới. Mức giá 3 triệu 600 ngàn. Đối với những mẫu loa lời thì Dũng có khuyến mại tặng kèm theo một cặp tụ cản lời của Đức Made in Germany. Tụ này sẽ giúp cho loa lời phát huy âm thanh tốt hơn và khả năng giải quyết vấn đề trở kháng, nó rất tuyệt vời. 3 triệu 600 ngàn cho hai cặp loa lời, mẫu loa Bose 100 và mẫu loa Bose 101. Còn một thùng hàng này thì Dũng sẽ khui nốt
Theo thông báo của bạn hàng thì đây là chiếc đàn ông 2000. Đóng bằng xốp. Đây là những sản phẩm do bạn hàng của Tiến Dũng đóng gói từ trên kệ của siêu thị Nhật về. Đây là chiếc âm ly đàn ông model PMA 2000 45 mã. Một sản phẩm dòng Super Audio âm thanh chất lượng cao đến từ thương hiệu đàn ông. Đây là dây nguồn zin của máy bạn hàng của Tiến Dũng đóng kèm ở đây. Cái này rất nặng, này khoảng cỡ 22 kg. Chào mừng quý vị và các bạn là chiếc âm ly đàn ông model PMA 2045 mã. Đây là một sản phẩm Tiến Dũng đã có rất nhiều những video test và review. Đây là dòng Super Audio, dòng âm thanh chất lượng cao. Chiếc này mặt phay nhôm màu vàng, xoay ngang là 43 cm. Tất cả những chiếc âm ly đàn ông này xoay ngang đều là 43 cm. Chiếc này sử dụng điện 100V nội địa Nhật, công suất nguồn là 275W. Máy sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ UHC, hiệu ứng trường mối nối. Đây là dòng Super Audio, dòng âm thanh chất lượng cao. Mức giá Tiến Dũng phục vụ trong đợt này chỉ 20 triệu với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp. Kèm theo phần quà tặng là một cặp dây loa Pro-N của Italy trị giá 800 ngàn. Như vậy là Tiến Dũng vừa khui ra những sản phẩm audio tuyển chọn được các bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn trực tiếp từ siêu thị Nhật về. Ngoài ra, shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn còn có rất nhiều những sản phẩm audio khác. Quý vị và các bạn hãy đón theo dõi những video do Tiến Dũng cập nhật hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Hãy liên hệ sớm với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để sở hữu những sản phẩm chất lượng cao và với phần quà tặng cũng như là mức giá đặc biệt ưu đãi trong dịp này. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.